Rồi ok mọi người ha, hôm nay Trường hãy dẫn mọi người đi ăn một cái quán cốt của Trường nha. Quán lề đường thôi nhưng mà ngon. Ủa anh ơi, một phần một ngày ở đây mình bán là một ngày là mình bán được bao nhiêu phần anh? Dao động 320 tới 350. 320 tới 350 phần. Và chủ yếu món ở đây mình sẽ có thịt gì anh? Cút lết là từng miếng nè. Với lại ba rọi. Ba rọi. Sườn cộng. Sườn cộng là sườn que á. Non á. Ở đây khách thường tới là sẽ kêu cái nón nào nhiều nhất ha? Thì ở đây thì hiện tại em đang bán lề đường. Muốn lý ra kêu cái gì thì cũng phải có cái đó cho khách. Nhưng mà em bị khuyết điểm là do cái mặt bằng ở đây nó nhỏ, thử em dùng có một lò nướng à. Cái món mà ở quán em nhiều người ăn mà thích á là cái ba rọi nè, sườn cộng nè, với lợn gà nướng. Nhưng mà cái đó thì em nướng không có kịp. Em nướng đâu đó một ngày tầm khoảng 8-90 phần à. Mà đôi khi mà khách đông á, là đa phần cái sườn miếng là sườn chín. Họ vô họ dí em á, em nướng không có kịp cái đó. Ủa rồi mấy cái này là cái công thức này là mình tự nghĩ ra hay sao anh? Cái này hồi đó em có đi làm. Đi làm biết nguyên liệu ở trong đó thì mình về, ướp theo đó luôn. Về mình ướp theo nó nhưng mà có cái mình đâu có biết muối đường bột ngọt trong đó là bao nhiêu đâu. Thì nấu ngày đầu tiên ra cũng nhờ mấy chị khách này tới đồ đang thử tao góp ý cho mình đúng góp không? Ý cho mình. Rồi mình về mình thêm mình giảm bớt từ thì tới ngày hôm nay là đã hoàn chỉnh. Rồi giữ nguyên như thế này là kinh doanh luôn. Nếu mà kinh doanh như vậy là được bao nhiêu lâu rồi anh ha? Hiện tại em mở ra được tháng 10 2022. 2022 giờ bây giờ tính ra là cũng gần 2 năm rồi hả? Dạ. Gần 2 năm rồi. Đó, mọi người có thể thấy nha, ảnh là một ngày anh sẽ nướng 8-90 phần sườn, chưa tính là ba rọi nha. Một ngày là trung bình quán mình sẽ từ hầu khoảng 300 tới 350 phần cơm nha mọi người. Mà thường quán này chỉ bán buổi tối thôi à. Rồi, hôm nay mình kêu hai phần sườn ốp la nha, mình ăn sườn mỡ, mình thích ăn mỡ nha. Còn một bạn nữa là bạn thích ăn ba rọi trứng kho. Tới đây là kêu trứng kho ăn nha mọi người. Đúng là ngày xưa anh từng làm một quán cơm tấm á, nên là anh ướp cái sườn rất là đa vị. Rồi, cái nước mắm ở đây á, nó hơi kẹo kẹo nhưng mình nên là nó hơi thiên vị ngọt chút xíu nha. Ai người ai mà ăn, nhưng mà thật ra nó cũng không ngọt quá đâu, tại vì nó là nước mắm mà. Mình còn có đồ chua, dưa leo ăn chung nữa nè. Có mỗi dòng rụm. Vô ăn rồi tôi đã ba múc cái chiếc con húp. Cà phê. Quán ăn yêu thích. 1 phút 30 giây hết dĩa cơm. Rồi giờ mình tính tiền nha mọi người. Anh ơi tính tiền giùm em nha anh ơi. Sườn trứng là bao nhiêu tiền anh? 38. Sườn trứng là 38. Dạ rồi, còn nãy là ba dĩa là đều sườn trứng hết mà đúng không vậy? Rồi, 38 nhân 3. Bán mình bán tới mấy giờ anh? Bán từ 5 giờ rưỡi chiều cho tới 2 giờ rưỡi đêm. Đó, đây là một địa điểm ăn đêm ở Gò Vấp nha mọi người. Mọi người muốn ăn tối thì cứ ghé lại ảnh nha. Ngay kế bên Vincom, ngay Phan Văn Trị thôi.